Vụ thu hoạch bắp năm nay, chị Nguyễn Thị Thu Trang rất ưng cái bụng. Bắp năm nay vừa được mùa, được giá, nên sau khi trừ khoản đầu tư ứng trước, chị còn thu được khoản tiền gần 70 triệu đồng. Mừng hơn cả là chị Trang không phải vất vả tìm nơi tiêu thụ, bởi toàn bộ nông sản làm ra được các doanh nghiệp thu mua tận nơi với mức giá ổn định. Được nhà nước hỗ trợ thì mình không có phải bỏ tiền ra để mua những phân như giống đồ á, thì mình được lợi cái đó, mình chỉ việc làm thôi. Thu mua bắp thì nó cũng mình cũng không cần phải lo là không có ai qua thu á. Là muốn làm hiệu quả là phải làm đúng với kỹ thuật khoa học như vậy đó, làm để nó mình thu hoạch để nó có ăn hơn, rồi có tiền hơn, rồi vừa ta nợ nhà nước dứt mà vừa còn dư rồi bà con để mua sắm trong gia đình. Thông qua Trung tâm Dịch vụ Miền Núi, mỗi năm tỉnh Bình Thuận đầu tư từ 15 đến 16 tỷ đồng để thực hiện chương trình đầu tư ứng trước cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Cách thức hỗ trợ này không chỉ hạn chế tình trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa, mà còn giúp bà con mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Tỉnh sẽ tiếp tục là sẽ ban hành một cái nghị quyết vào dịp cuối năm nay là về cái chính sách đầu tư ứng trước là cho tới giai đoạn năm 2030, tập trung đầu tư các cái công trình thủy lợi để phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tuy nhiên thì cũng sẽ có triển khai một số cái mô hình để sản xuất với tinh thần là tiết kiệm nước cũng như là chuyển đổi các cái cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện là khô hạn. Chính sách đầu tư ứng trước đã giúp đồng bào miền núi có đủ giống, vật tư phân bón, phát triển sản xuất hàng hóa, thu nhập được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào được nâng lên, đã tạo tiền đề cho việc xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng miền núi.